Thì lần đầu tiên con gặp bạn này giống như con bị sét đánh luôn, nhưng mà con gồng, con kìm. Làm việc một thời gian thì biết biệt danh ông này là Chế, mọi người hay gọi là Chế ơi Chế ơi. Rồi hồi đó chồng con ốm hơn giờ 10 kg, mà chồng con trắng bóc à cô, trắng như bông bưởi, xong đồ đạc khi nào cũng chỉnh chu tươm tất. Rồi hồi đó chồng con để tóc hơi dài dài còn vuốt ngược lên ống càng nghi nữa, càng nghi nữa. Trời ơi con ạ, chết, cái này là tím tiệm tìm sim rồi. Chồng con quan tâm và tiếp cận con một cách rất là nhẹ nhàng, thì bắt đầu mình cũng cảm thấy có cái thiện cảm tốt rồi. Nhưng mà cái thời điểm mà chồng con tỏ tình với con vẫn chưa yêu chồng con. Con chưa có yêu. Thôi chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Xin chào khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son. Con là Trang Đoàn, năm nay 32 tuổi và đang được mọi người biết tới với cái tên là Mẹ Ly Bé. Hiện tại thì vợ chồng con đang có một công ty về mạng logistics, và ngoài ra thì con đang còn phân phối các sản phẩm đặc sản của Tây Nguyên, trong đó hai sản phẩm chủ lực là cà phê nguyên chất và mật ong ạ. Dạ. Tại sao có cái tên là Mẹ Ly Bé? Dạ, con gái con tên là Ly. Và hiện tại thì con đang có một cái kênh TikTok tên là Gia Đình Ly Bé. À, vậy Ly lớn là ai? Dạ Ly lớn nè. Dạ Ly lớn nè. Rồi mời con. Dạ xin chào cô Vân, chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Hữu Huy, con năm nay 32 tuổi. Hiện con đang là giám đốc kinh doanh của kênh ngân hàng số tại một ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thôi giờ chúng ta quay ngược lại thời gian đó, cho chú Thuận với cô Vân biết cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau. Cũng may mắn là con và vợ con khi mới ra trường là công tác tại một ngân hàng thương mại cổ phần cũng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì con vào làm trước khoảng một năm. Thì một năm sau thì vợ con apply vào ngân hàng đó. Thì lần đầu tiên con gặp bạn này giống như con bị sét đánh luôn, nhưng mà con gồng, con kìm. Thế còn con lần đầu tiên con gặp ổng thì sao? Đúng là con sẽ, ban đầu thì ấn tượng đầu tiên của con là con không thích. Con vô một cái là tạo nét dữ lắm. Nãy ba mới tiếp nhận nó bả gầm đó. Hồi đó là con vô thì chị leader sẽ dẫn con đi giới thiệu mọi người trong phòng. Thì tất cả mọi người rất là nice, rất là dễ thương. Cái chị có mỗi chồng con là ngồi quay lưng lại với con bấm điện thoại, không tương tác gì luôn. Xong trong đầu con nghĩ là trời ơi, sao mà mất lịch sự vậy. Làm việc một thời gian thì biết biệt danh ông này là Chế, mọi người hay gọi là Chế ơi Chế ơi. Rồi hồi đó chồng con ốm hơn giờ 10 kg, mà chồng con trắng bóc à cô, trắng như bông bưởi, xong đồ đạc khi nào cũng chỉnh chu tươm tất. Rồi hồi đó chồng con để tóc hơi dài dài còn vuốt ngược lên ống càng nghi nữa, càng nghi nữa. Trời ơi con ạ, chết, cái này là tím tiệm tìm sim rồi. Con thấy rồi, con chết rồi, con thích rồi. Rồi lại tại tóc dài dài mà uống xăng rồi nhuộm nâu vàng, nhìn sành điệu lắm. Là con thấy con kết rồi. Nhưng mà con phải giả bộ lạnh lùng để nói chung để cho chị này ghim. Thì người ta thường có câu là phụ nữ thường hay thụ dai mà. Thì sẽ nhớ lâu hơn là nếu mình nice quá thì nó sẽ không ấn tượng. Sau đó một tháng thì ngân hàng có lịch khám sức khỏe định kỳ. Trùng hợp con với vợ con là được xếp chung một giờ, một khung giờ, một cái ca đó để mình vào khám. Hay mai Huy qua chở Trang đi cho tiện đường. Vợ con cũng đồng ý. Ủa sao con không ưa mà con cũng đồng ý vậy? Tại vì con nghĩ vậy nè, đi khám sức khỏe thì nó lâu, chờ kết quả nó lâu lắm, mà bây giờ đi một mình thì nó chán. Nên là thôi bây giờ chồng con kêu thôi chở qua, chở đi cùng thì cho thì nó đỡ chán. Cũng thấy mà coi như đồng nghiệp mà cái gì dạ, đâu. Đúng rồi, con nghĩ là bà Chế. Lúc đó con vẫn nghĩ là đây là bà Chế đúng không? Con mãi sau này cua con rồi con vẫn nghĩ là bà Chế. Con nghĩ là làm bức bình phong thôi đúng không? Dạ không, tại vì con nghĩ là bà Chế nên là cua con không biết. Bạn bè vô đồng hại nghiệp mà, dễ thương rồi. Mà. Rồi đến chị cái cuốn nào mà Huy mới bắt đầu coi như là tỏ tình với cậu? Trước đó là ngày Noel thì hai đứa có đi ăn cưới chung. Thì cũng có chụp vài tấm hình khá là đẹp. Dạ, nhìn cũng khá là thân mật. Nhưng mà lúc đó chưa quen nhau. Cái xong một tuần sau là tới Tết Tây. Thì chị này nghỉ lễ đi về quê rồi. Thì con mới lấy can đảm luôn, con thấy thì mối quan hệ cũng tiến triển khá là tốt rồi. Thôi mình hên xui thôi, thử còn sao, không chịu thôi. Cái con mới nhắn cho chị này là thôi năm mới rồi, thay năm nay mình đi cùng nhau nhé. Tự nhiên chị này nhắn một chữ, một ok. Ok. Trời ơi. Chốt luôn. Là trời, con ngầm hiểu là đây là mối luôn. Tin nhắn tỏ tình đúng không? Trong vòng 2 tháng đó thì chồng con thay đổi nhiều lắm. Chồng con quan tâm và tiếp cận con một cách rất là nhẹ nhàng. Thì bắt đầu mình cũng cảm thấy có cái thiện cảm tốt rồi. Nhưng mà cái thời điểm mà chồng con tỏ tình với con vẫn chưa yêu chồng con. Con chưa có yêu. Nhưng mà tự nhiên thay vì chồng con nói là làm người yêu anh hay là anh yêu em gì đó, chồng con lại nói là mình đi cùng nhau nhé. Thì tự nhiên con lại cảm thấy bị sao động bởi cái câu nói đó. Cái câu nói đó tới tận bây giờ chồng con vẫn đồng hành cùng con trên mọi vấn đề mà con gặp phải luôn. Con chỉ nghĩ là thôi bây giờ bật đèn xanh cho anh này có cơ hội mình tìm hiểu thêm. Ví dụ như nếu mà không yêu thì thôi mình dừng lại, còn mà yêu thì tính tiếp.
ai về con vừa đồng ý một cái ok, một cái ảnh bút lịch hết trên Facebook này nọ kia, là coi như tất cả những cái vệ tinh xung quanh con là cắt đuôi hết hoàn toàn luôn. Và sau đó bao lâu mới cưới nè? Từ lúc công khai á, 2 năm sau là cưới. Trong cái tin nhắn mà tỏ tình á, chị này đồng ý xong, chị này có thòng thêm một câu, nhưng mà chỉ cho là hạn 2 năm thôi là phải cưới nha. Bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cần một mối quan hệ nghiêm túc, chứ không phải yêu đương mà không có tính đến tương lai như hồi trẻ nữa. Tại sao 2 năm mà không phải là 1 năm? Lúc đó con vẫn chưa yêu chồng con. À, con chưa yêu chồng con. Thì trong thời gian quen nhau, cái chồng con dắt con về nhà, thì con gặp má chồng con, rồi con mê má chồng con quá. Thế là bắt đầu con mới nghĩ là thôi nghiêm túc với anh này. Con mê má chồng dữ vậy? Má chồng con là một người phụ nữ gốc Sài Gòn, nhưng mà vừa hiện đại vừa truyền thống. Mà mỗi lần con tới là má hay kêu chồng con chở con qua nhà chơi lắm. Mà qua nhà là mỗi lần con tới là má nấu một món. Tới tận bây giờ tụi con cưới nhau 5 năm rồi, má vẫn rất là tâm lý và chưa bao giờ mà la rầy tụi con hay gì hết. Em dễ thương quá à. Chắc không có tật xấu gì hết không? Chồng con nhiều tật xấu lắm. Rồi thôi con kể đi. Cái này không biết là phải tật xấu không, nhưng mà chồng con có một cái khả năng rất là đặc biệt nha. Chồng con có thể điều khiển được cái xì hơi. Bấm bấm lúc nào muốn, bấm lúc nào bấm. Con hay kiểu nhăn nhó, con càm ràm là quay đít lại bấm 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 vô mặt con vậy đó. Thay lời muốn nói luôn đó. Trời, nó bắn liên tục luôn hả? Bắn liên tục liên thanh luôn mà. Bây giờ muốn lúc nào có lúc đó, muốn bao nhiêu cái là có bấy nhiêu cái. Bây giờ chú chưa muốn. Bây giờ chú muốn. Dạ dạ được. Chồng con sẽ hay tiêu cực với những cái mà bất thường xảy ra. Giống như nếu mà cái gì đó không nằm trong kế hoạch mà nó xảy ra bất ngờ, thay vì mình đón nhận và mình xử lý nó, thì chồng con hay bị là ôi bây giờ sao đây ta, rồi vỡ hết kế hoạch rồi. Kiểu như chồng con hay bị sốt sáng, suy nghĩ sốc tạm thời. Đúng rồi, giống kiểu như vậy. Rồi con mong muốn Huy thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn là khi vấn đề nào đó xảy ra thì chồng con hãy điềm tĩnh và xử lý nó một cách nhẹ nhàng nhất thôi. Chứ đừng có kiểu vì nó là không nằm trong kế hoạch dự tính mà tiêu bị cực, hay là bị cả nghĩ đó. Đúng rồi, bị nóng nảy, con không thích cái đó thôi. Tới con đó. Huy đó, Huy. Tới con đó. Dạ con thì chỉ có ngại vợ con một điều duy nhất là vợ con rất là dễ khóc. Mà mỗi khi khóc là không dỗ được. Cái cơn nó khóc là mấy tiếng đồng hồ con? Tầm 3 đến 5 tiếng thôi. Khi nào mệt thì có thể ngủ rồi dậy khóc tiếp. Con cũng ráng năn nỉ hết lời thôi. Nhưng mà nói thật với chú là con không có sợ con khóc bằng vợ con khóc. Tại vì con của con khóc thì con có thể dỗ một cách rất là dễ dàng. Con dụ hoặc là cái gì đó chừng 10 phút là bé sẽ hết khóc. Còn vợ con là nói thật là con không có cách nào mà dỗ được hết. Khóc là do một cái tác động gì từ bên ngoài hay là nhiều lý do lắm chú. Có thể là vợ chồng mâu thuẫn nhau, giận con đi chơi về trễ cũng lý do chứ đâu có bà khùng đâu mà tự nhiên dạ, khóc. Đúng rồi, thường là có lý do hết chứ không đúng có phải là khóc mà, nhưng chứ. Mà ba mẹ đẻ con ra là đẻ luôn 2 cái bể nước mắt ở đây. Nên là tiếng con... lệ của con là nó không có kềm đúng không, không coi phim được. Hàn Quốc thôi. Giờ con mong muốn mà xã thay đổi điều gì nè? Thì cũng không, con cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ muốn vợ con là kiềm chế lại tí, bớt khóc lại chút. Rồi cảm ơn hai chồng nghe. Dạ cảm ơn cô chú. Xin chào, hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Thiện Tấn, năm nay 26 tuổi, làm nghề xây dựng. Nó nghe nè, có run hay không? Dạ sao? Cũng hồi hộp chứ. Tại hồi đó giờ đâu có lên trên này đâu. Nhưng mà lên đây cái cảm giác như thế nào? Nói chung là run. Run hả? Cho một tràng pháo tay để cho anh ấy. Rồi hết run chưa? Dạ còn hết. Bây giờ còn em tên gì? Chào anh chị, em tên là Võ Ngọc Huỳnh Như, nay 26 tuổi, em là công nhân viên. Hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng cỡ 4 năm là em có gọi điện thoại cho một đứa bạn học cùng lớp á. Rồi em mới gọi nhầm số của vợ em. Em gọi một lần rồi khoảng một tháng sau rồi vợ em mới gọi lại cho em. Rồi lần rồi làm quen. Chị vậy luôn hả? Dạ không, lúc đó thì lục cái danh bạ em coi á, thì vô tình thì thấy có lưu số mà không có lưu tên, không biết ai hết, thì hỏi lại thì mới biết là anh này vô tình là gọi nhầm số. Hai đứa mới nhắn tin qua lại. Vậy á? Dạ. Bao lâu thì gặp mặt nhau? Sau một tuần thì gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau thì em ấn tượng về cô này như thế nào? Thôi lúc đầu em nghĩ chắc cao ráo là ớn chứ đâu có nghĩ là mập dữ rồi gặp. Trời ơi. Em chưa có chờ. Không phải, cô hỏi là lúc đó chứ bây giờ nó có khác nhau? Dạ cũng khác, hồi đó vợ em nó chưa có mập dữ. Nhưng mà so với em là quá bự. Chồng em có mập hơn được tí nào hay là vẫn ốm như ngày dạ, xưa? Dạ vẫn ốm như ngày xưa. Coi như là phọt chuẩn đó hả? Dạ đúng rồi. Vậy đó. Còn em thì nhìn anh ấy như thế nào? Dạ thì em cũng nghĩ là anh ấy sẽ cao to, cũng bự sự hơn em, mà anh ấy ốm hơn em thì cũng hơi thất vọng, nhưng mà
cách nói chuyện thì nghe cũng dễ thương nên em cũng có muốn tìm hiểu. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu tìm hiểu nhau? Sau 4 tháng rồi anh. Nhưng mà cũng chưa nghe anh ấy đã tỏ tình nữa. Thì em cũng có nhắn tin hỏi anh này là sao anh không có tỏ tình với em sau 4 tháng bên nhau. Sao mà anh nhắn tin lại là anh ấy ảnh ngại, anh chưa có bao giờ tỏ tình với bạn gái hết trơn á. Với em ấy nói là bây giờ anh có muốn tỏ tình với em hay không thì anh ấy cũng đồng ý. Nhưng mà ảnh kêu em là hướng dẫn cho ảnh đi. Trời ơi, có cái gì đâu mà là khơi gợi cho người ta chủ động không vậy? Vì em cũng có vạch kế hoạch là anh này sẽ mua hoa, dẫn em đi uống cà phê, tặng hoa rồi tỏ tình. Thế là ảnh cũng không có mua hoa, em cũng phải tự đặt hoa. Cái buổi tỏ tình nó hơi bị thất vọng. Tức là em đó? Đã chỉ rồi mà cũng có làm được như ý em luôn. Dạ. Mà sao vậy Tuấn? Hồi đó giờ em không có tặng quà cho ai, với lại lần đầu tiên em chưa có hẹn hò ai. Vậy cái cảm xúc lần đầu tiên mà em nắm tay con gái là sao? Em run, em đau trong lắm. Em đâu dám nắm đâu chị. Em lấy tay em nắm trước. Rồi đúng rồi. Sao đâu đi, em nắm tay nó sao đâu. Chứ anh đang chạy xe, em quay qua anh nắm gì nè. Anh chạy giật, anh chạy về nhà luôn. Trời ơi, người ta đã chủ động, người ta nắm tay mình rồi thì mình nắm đi. Nghĩ sao nắm xong giật lại chạy về nhà. Rồi chạy về nhà làm gì, đừng nói tôi chùm mình khóc. Rồi nếu vậy thì là hôn nhau thì ai chủ động? Em. Vợ. Em chủ động luôn. Rồi kỳ này chạy được không? Nắm tay còn giật ra được chứ? Dạ không, sao giật? Hôn xong rồi. Hôn cả em chạy mất. Em chạy về nhà, anh chạy về nhà. Em chạy mất sáng. Tại sao vậy cưng? Tại anh em đứng gần gái là em run. Ai rồi nhát vậy rồi sao cưới? Đã quen lâu rồi mới cưới. Quen từ bao tìm hai đứa quen bao lâu? Dạ khoảng 7-8 tháng. 7-8 tháng. Lâu ghê, lâu ghê. Lâu ra lâu. Lâu ghê. Ôi trời ơi, để tôi tét cái nữa. Bây giờ anh hỏi nè, lý do gì sao mà hai đứa lại đám cưới nhanh như vậy? Dạ. Bác sĩ khuyên hả? Dạ bác, anh nói đúng rồi. Đó là chưa có nghĩ là đám cưới sớm vậy. Mà vợ em hồi đó lỡ có bầu hả? Hồi em nghe tin vợ em có bầu, em lấy chồng. Em bỏ em chạy 3-4 ngày em mới dám về nhà. Không dám nói với mẹ luôn anh nhờ. Em nhắn tin với bà chị dâu là nói giùm với mẹ là em lỡ quen bé kia nó có bầu, nhờ chị nói giùm. Rồi xong rồi khi nói với mẹ rồi sao? Thôi giờ lỡ rồi thôi con, em ráng em bù theo năn nỉ cho nhà em xong rồi xuống năn nỉ cho nhà vợ nữa. Cũng chưa cho cưới, phải bù theo năn nỉ hoài mới cho. Là lúc đó là bầu được mấy tháng thì cưới? Cỡ tháng mấy, 2 tháng. Nhưng mà lúc mà mẹ em biết là em có em bé thì lúc đó mẹ em nghĩ như nè? Lúc đầu mẹ cũng không có cho, em còn đi học, bạn này quen cũng mới đi làm thôi, kinh tế cũng chưa ổn định nên là mẹ cho quen vậy thôi chứ không cho cưới. Thì em về em cũng giấu, em cũng không có nói. Em nói là mẹ ơi con muốn đám cưới. Bây giờ mẹ cũng suy nghĩ mẹ không cho. Thì em viết lá thư, em bày tỏ tình cảm trong đó em viết. Nói chung là cảm động lắm. Câu cuối cùng mẹ ơi con có bầu không muốn cưới. Thì sau khi mẹ đọc xong nói chung mẹ cũng khóc nhiều lắm. Nhưng mà khi bên nhà chồng đi xuống nói chuyện thì đồng ý cho hai đứa đám cưới. Tới bây giờ mẹ của hai gia đình có còn trách móc hai chồng không? Em không biết nữa. Hồi đó giờ cũng không nghe mẹ ba nói gì. Vậy bây giờ thông qua chương trình em có muốn nói gì với mẹ vợ và mẹ ruột của em không? Dạ con với Như cảm ơn mẹ bao ngày qua đã chăm sóc cho con của con và lo cho vợ con ăn học đến nơi đến chốn. Con cảm ơn bà nội của bé Tú Quỳnh đã giúp đỡ cho hai vợ chồng trong những lúc khó khăn nhất và lúc nào cũng bên cạnh hai vợ chồng. Mẹ ơi, con thương mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã kết hợp cho hai vợ chồng con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Thực ra thì ở cái thời điểm này, thời đại này thì cái vấn đề mà tuổi trẻ mà có những cái bồng bột như trường hợp của Tuấn với Như đây thì cũng không có ít. Nên mong rằng là nếu mà mẹ của Tuấn và mẹ của Như, mấy chị mà xem cái chương trình này thì mấy chị cũng bao dung, lượng thứ cho các con với những cái lỗi lầm mà lúc tuổi trẻ các con còn suy nghĩ chưa chín, chưa tới nơi tới chốn. Cái điều mà mình đã có được bây giờ là vợ chồng các con hạnh phúc, cháu khỏe mạnh, đó là cái điều mà hạnh phúc nhất cho tất cả những bà mẹ rồi. Bé Tú Quỳnh nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé Tú Quỳnh là 2 tuổi hả? Rồi bây giờ từ khi mà về chung sống với nhau mái nhà, em thấy Tuấn như thế nào? Có vỡ òa vì những cái tính xấu của ông không? Dạ có. Ngoài cái chuyện mà chạy mất dép. Còn các chuyện động trời hơn. Trời ơi. Anh không tin một cái người mà dễ rung, dễ rẩy như thế này mà có chuyện động trời. Nói chung là sau khi em sinh em bé xong thì do cho em đi làm công tác xa thì không ở chung với hai mẹ con. Hoàn toàn thì anh về thăm hai mẹ con em một lần. Thì vô tình lúc đó thì em lục điện thoại thì hết này đang nhắn tin với một bạn gái khác.
Thì em mới lấy số điện thoại của cái bạn gái đó. Bắt đầu em tìm hiểu giữa mối quan hệ anh này với cô ta. Xong rồi em hẹn gặp. Nhưng mà trước khi em gặp em cũng phải nói là em là vợ của anh này rồi, có con, nhưng mà cô ấy cũng không tin. Thì cái hôm mà em với cô bé hẹn gặp thì em đồng thời nhắn tin cho chồng em là: anh ơi, hôm nay em lên em thăm anh. Thì cô bé kia cũng đồng thời nhắn là: anh ơi, hôm nay hai đứa mình uống cà phê nha. Hồi đó em thấy vợ em nhắn tin đủ điều ăn, em đâu có biết đâu. Em vừa chạy xe về, em vô em thấy vợ em đứng đó. Em vừa nhìn em cười, em ngó lại em thấy con bé đó đứng đó luôn. Em bỏ em chạy về nhà, đóng cửa lại. Em chui ra toilet, em tắt điện, em trốn kỹ không đó. Rồi cuối cùng sao? Anh muốn nghe cái hồi cuối. Anh đuổi em về, anh không cho em ở lại. Lúc đó cô bồ hiểu rằng đây là vợ của người yêu mình đúng không? Giống như là cô ấy bị lừa, chứ không phải là cô ấy lừa anh này. Anh muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em biết phát hiện chồng mình có bồ nhí. Trong đầu của người phụ nữ mà người vợ lúc đó phải nghĩ ngay đến cái chuyện là phải đánh ghen chứ. Trong tưởng em cũng có nghĩ đánh ghen đó. Nhưng mà suy nghĩ cái này là chồng mình dụ người ta chứ không phải là người ta dụ chồng mình. Nên là hai đứa em vẽ kế hoạch ra để trừng trị anh này. Còn em này sau khi vợ về rồi em xử lý sao với cô đó? Vừa mở cửa ra thấy vợ em đứng lên bé kia thì khóc. Còn vợ em cứ sướng đời không chưa, cái sướng như tình giờ tôi sợ chết mẹ em mà chưa. Thôi mà để Hồng Vân dẫn đi chắc tôi đi vô luôn. Có nhà vô bụp không? Dạ không, em đi về để cho ảnh nói chuyện với cô bé đó. Thì nói chung là ảnh không có xin lỗi em. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Xin lỗi được một tháng. Có nghĩa là gần 2 năm mà chưa một lời xin lỗi. Xin lỗi chưa? Dạ chưa. Rồi ông làm sao cho đúng cái lương tâm trách nhiệm của ông đi ông. Sẵn chương trình này ông xin lỗi vợ ông luôn đi ông ơi. Ông ẩu quá. Hồi đó giờ em gây ra biết bao lỗi lầm, với lại làm nhiều lần làm vợ thất vọng. Nhưng mà nói chung là vợ cũng bỏ qua, cũng vui cười vậy. Rồi em thấy em cũng hạnh phúc, thấy cũng mãn nguyện. Rồi sao? Em cũng muốn cảm ơn vợ em nhiều lắm. Chưa thấy có chữ xin lỗi. Dạ. Anh xin lỗi vợ. Trời ơi, lời nói là hành động sao? Thôi em đúng. Không, nhưng mà Như có một cái cách hành xử về cái chuyện ghen tuông á, rất là hay, rất là văn minh. Cho nên sau cái việc đó là em cảm thấy yêu vợ em hơn đúng không? Dạ có, thấy yêu nhiều hơn. Đó, yêu nhiều hơn á. Bây giờ anh hỏi nè, em là cái Như có tính xấu rồi đó. Bây giờ vợ em có gì xấu không? Ủa rồi xấu nhiều lắm. Tùm sò vậy. Đúng. Vợ em là trùm sò chúa luôn. Đi mua tờ báo đưa ra đúng có 5.000. Mà em mua tờ báo đá 5.500, 6.000. Mà đưa kêu tao mua báo có 5.000, mà cho anh mua đâu mà 6.000. Còn thấy mà em đi chơi hỏi anh đi đâu, cái đi uống phê. Đi gì đi hoài, sáng giờ đi hoài mà có đi đâu. Còn nhiều bữa mà em lấy xe em chạy ra quán cà phê ở nhà vợ em, em thấy chạy theo. Em chạy ra đó em đi nửa đường em kêu ủa đi đâu đấy, kêu em đi mua cá viên. Không ai bởi sao em vừa vô quán em ngồi xuống em thấy đứng vì sao là chạy theo rình. Cái lỗi sai em cho đó em coi đó banh, còn ở đó là quán nhân viên nam không mà không banh. Em chị lủi thủi chị đi về. Trời ơi, chị quê chị lủi thủi chị đi về. Ngoài cái chuyện mà đi rình đó thì vấn đề hình thức của ảnh á, em có em có cái cách xử lý nào không? Em không có châu chú cho ảnh. Đi chơi đâu nó bắt em mà cái quần đùi đến đây mà hai cái chân lên chút xíu. Nó hiểu anh. Mang dài không cho mang. Mặc quần dài không cho, bắt em mặc cái áo thun với cái quần đùi vậy. Nhiều bữa em mai vợ em đi làm không, là em ở nhà em mặc đồ em mang dài em đi chơi. Mà em đi em mai, ví dụ em hỏi chừng hỏi mấy giờ vậy? Mấy giờ em hụt về. Vợ em nói 9 giờ là em lo em phóng về trước. Làm về nó cầu nó ghen. Vậy là bữa nay em hạnh phúc lắm nè đúng không? Vì cũng mặc đồ rất là đẹp nè đúng không? Cũng may có sự can thiệp của ban tổ chức chương trình chúng tôi, chứ mà không là bà vợ mới cho ông chồng này mặc quần xà lỏng nhau rồi. Đâu ngồi đi. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Bớt keo kiệt. Keo kiệt quá. Còn cái tính gì mà lục lọi nó ớn. Em cắt tiền chỗ nào còn biết được ấy. Nhiều bữa em ghét, em ngủ em đem cái bóp lên em bỏ trong túi quần. Khuya chị nhẹ em bờ quá. Chị bờ qua chị rút ra cái em nhớm qua lại cái chị nằm im. Nằm im mấy hồi em chạy đò em nhắm mắt là chị mở ra chị đếm. Em mở mắt ra em gãi ra chị thuộc xuống thì nằm im. Cái tính lục lại. Cái này lục lại sao? Em nhiều lần em nói em kêu nó thì
anh làm gì đó tiền thì em thích coi, thì em coi chứ làm gì thì lục lọi. Cứ mỗi lần mà anh chờ đòi em vô tôi lấy bỏ cái bốp đó em ra ngồi là ở trong đó là nghe xẹt xẹt rồi. Vậy là bây giờ mong muốn là bớt lục lọi đúng không? Mà có ước mơ là vợ cho mặc đồ đẹp không? Không. Em thấy vợ thích em mặc gì em mặc cái đó. Vậy chị hỏi em này nè, ví dụ bây giờ đổi ngược lại, em ở cái vị thế của chồng em, dạ, còn chồng em là giống như em, quản thúc em y chang vậy á, thì cái cảm giác của em thế nào? Đi ra đường cho nó mặc xà lõn thôi cho chị. Con gái thì không mặc xà lõn, mặc cái đầm ngắn thôi, hoặc là mặc cái gì đồ bộ mà nó cũng ngắn tờ tơi tả vậy đó ha. Rồi tiền á mua cái gì đó là 6.000 chẳng hạn, em cho 5.500 thôi một tuần lễ, thử em coi em chịu nổi không. Dạ. Em suy nghĩ đi, liệu chồng em nó có thể chịu đựng được 20 năm nữa, 30 năm nữa không? Chị chỉ có một lời khuyên như vậy thôi, còn cái điều tiết như thế nào thì tùy hai em tính ha. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn, xin cảm ơn hai em. Dạ. Đã mang đến niềm vui vỡ òa cho trường quay. Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Mặt không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hay là chắc vợ em cứ nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn dạ, đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp dạ, cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em dạ, đừng cứ dơ ra nữa, em đóng lại đi, rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ. Nha vâng, nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? À dạ, à, thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, dạ. À, thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Cũng đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được dạ, cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố ấy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau, thì em mới để là thôi 10 cây đi. 10 cây đi thì có thể gặp được, chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là
đúng 10 cây luôn là em đọc. Dạ xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Minh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là... Chưa, chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói tỏa sáng luôn. Dạ tỏa sáng đúng trời, rồi đây dạ. Nè đó dạ, xong rồi một người á thì là dạ. Cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đấy là sáng trưng đó, dạ. Sáng trưng dạ. Sáng bừng luôn, dạ, đúng không dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó á, ban đầu là coi hình em ở trên mạng á, là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì? Kêu là em sao chồng? Trai hả? Thấy chân dài quá, mình kêu không biết là con trai hay con gái, đúng hơi nghi nghi. Dạ. Hay chưa, anh đoán ghê. Dạ, kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á, là kiểu người chuyển giới, kêu là dạ. Đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao kêu, quá có khi nào... là sợ rồi kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ trước khi gặp là vẫn còn nghi ngờ. Dạ đúng dạ, nhưng mà vẫn muốn gặp. Nhưng mà có khi nào là em cố tình em gặp để em xác định rõ cái giới tính thiệt của cổ không? Thì cũng cả hai đấy anh. Chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao? Dạ. Em là người Việt Nam à, dạ. Em là trai Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa, kiểu dạng vậy. Tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không? Thế xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á, thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn, mày chuyển nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn, nói dạ. Với chị với anh Thuận nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Mới sợ quỷ sứ. Cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á. Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh, đó xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à, ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ rồi cuối cùng á, là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau, sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó? Yêu bao liền không hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi dạ. Lâu vậy. Có những cặp đó. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà ở ngoài Bắc để mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm
4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em, anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không kiểu gia phong lễ giáo đó, dạ đúng rồi đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kính kẻ, nói chung là kiểu cũng sợ với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà Sống Chung Với Mẹ Chồng quá trời, nên là em kiểu em bị em bị sợ em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kín nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á đó, thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ, không ạ? Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên Linh thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng xíu đó. Đúng rồi, vâng. Nhưng mà bà có thiện cảm không? Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Ôi, kính rồi đó mà vẫn còn Là kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói ra là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi, nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu, là em biết anh là diễn viên. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc đó thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Mình không có show up ra, mình không có. Mà khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không?
cũng có mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở ngoài Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm em nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu. Tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu có tật xấu đúng không? Sơn. Linh quên, xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Anh lộn. Không biết thầm cái Phi á. Không phải Sơn á. Sơn rất là hiền. Giới tính nó không được chắc chắn đấy em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề. Dạ. Đó câu không hỏi. Cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang hỏi tật xấu thì đi cứ khen tật xấu không, không có kể tật xấu mà tốt đó. Cái đó tật tốt nha. Dạ. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa em vừa ý đó. Em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Anh con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đúng không? Tại sao? Nó phải tại có tại sao lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có cái gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về cái ông cái điểm? Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tả. Rồi mê đá banh hơn mê vợ không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi. Giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á. Hai là mệt liền á. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu nha. Ram ram là một nè. Áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, yeah, xong rồi nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Trời ơi, sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Đó lòi ra đó. Đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ.
sao chồng giận đi, sao giận như dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà ông tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á. Cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà, có hoa đăng lên. Mình cũng có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ, chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy. Ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ, nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ, người ta nói không thích thì người ta nói không thích. Nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích. Vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức, dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi. Nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ. Mà mỗi lần vợ giận á, dạ, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À, mỗi lần mà giận thì giống như là... Tức là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm què không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức dễ sợ. Thà quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. Đi là đi luôn. Đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ. Lúc khác á em mới kêu chứ, người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết. Kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì có thôi là chứ. Đó, Ngọc Lễ. Dạ, rồi. Đúng rồi. Ngọc Lễ đã nói rồi, con nghe nó có là không. Dạ, xong kêu chứ bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Đi mất tiêu. Mà, sao mà sao ngốc thế, không nhìn vào mắt vợ. Để lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc anh nghe nè. Rồi bây giờ ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ. Có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi không? Dạ, dạ có chị. Rồi có nhiều khi họ kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài. Em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê á. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ, ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi, quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiến ngưỡng nhung ngang ra. Cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cứ chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi. Kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cứ là kiểu xấu là bực, là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Okay. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi. Bây giờ vợ sao? Đó kìa, đó bây giờ tấn công kìa. Đó, xa tay nè, tay ra cám nè. Đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Là kể về tật xấu của vợ đúng không? Đúng rồi, nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý nhiều em? Còn... Nhiều không? Hay là không có thì qua luôn. Dạ, cũng đủ xài ạ. Đợi nãy giờ rồi mới được nói. Đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ấy là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại... khá là bừa bộn và khá là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em gọi là làm thôi đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn rồi. Dạ, tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu đúng rồi không chịu sức khỏe, lười tập thể thao thể dục.
cũng đúng không? Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, chị đúng đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có đặt rồi. Áp đặt gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại hoài. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á, xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Rồi bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cô nói? Thì bởi vậy mới nói đó. Rồi tới em rồi, hiểu rồi. Bây giờ cải thiện rồi đúng không? Rồi cũng thực ra đấy thì đấy em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Yeah. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm lâu. Đúng không? Thôi em bắt đầu thay đổi cái. Không, nhưng mà thay đổi rồi. Vâng. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Nghe chuyên gia về sức khỏe người ta nói. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau, đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, chẳng bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa, thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mình giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ấy. Là mình, em thì em kiểu em cũng nói, em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm ấy, là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai. Đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh có thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em cũng nói xong rồi thì kiểu cũng nghe, nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Dạ. Là muốn ăn sáng suốt hơn. Hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong cái việc đó, đúng không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống kế như tại đây nè. Kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho bên ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nghe. Dạ. Mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ, tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha. Dạ. Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ. Rồi cảm ơn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.